Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi đang xác minh clip đoàn xe chở công nhân bất chấp đèn, coi ưu tiên liên tục lao lên phía trước cảng đường xe cứu hỏa. Chưa 6 tháng 7, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an. Quảng Ngãi cho biết đã nắm thông tin đoàn xe chở công nhân cản trở xe chữa cháy. Theo đó, phòng cảnh sát giao thông đang cử người làm việc với đơn vị phòng cháy chữa cháy. Người quay clip để làm rõ đoàn xe chở công nhân đã cản trở bao nhiêu phút, trên đoạn đường dài bao nhiêu cây, số việc cản trở ảnh hưởng như thế nào đến xe cứu hỏa trên đường làm nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị cũng sẽ làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp năng do Osanvina, khu kinh tế Dung Quốc, Quảng Ngãi. Chúng tôi được biết công ty do Osanvina thuê một công ty khác ở Đà Nẵng chở công nhân trong chiều nay chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị đó vị này cho biết về phương án xử lý đoàn xe chở công nhân lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông quảng ngãi cho biết phải làm việc với các bên liên quan tùy theo mức độ vi phạm thời gian vi phạm mới có cơ sở xử lý hoặc đề nghị đơn vị chuyên trợ công nhân phải quản lý giáo dục ý thức giao thông cho các tài xế liên quan trước đó một đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe chở công nhân bất chấp còi hụ đèn ưu tiên của xe cứu hỏa vẫn phóng nhanh vượt lên phía trước cản trở xe cứu hỏa Đoạn clip được xác định ghi trên đường Võ Văn Kiệt khu kinh tế Dung Quốc. Thời điểm trên, đường rất thông thoáng, việc đoàn xe chở công nhân hạ tốc. Độ tấp vào lề nhường đường cho xe ưu tiên sẽ không ảnh hưởng đến người và phương tiện giao thông khác. Tuổi trẻ online đã cố gắng liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng do Osanvina. Tuy nhiên, phía công ty vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc trên.